Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Đoàn bonsai Xuân Việt đang dừng chân tại nhà vườn Anh Toàn Thái Nguyên. Một trước mắt quý vị là một căn biệt thự và rất nhiều cây cảnh đẹp. Thật sự là khung cảnh rất đẹp, vườn cây rất rộng lớn và rất nhiều tác phẩm quý. Thưa quý vị, anh em đã đến nhà vườn đây. Chào chú, chào anh. Một tấm bảng biển vàng rất là rộng lớn. Nhiều cây quý quá quý vị. Quay cái quang cảnh cho quý vị ngắm. Xong rồi Bonsai Đức Huy sẽ đi cùng với các anh để ngắm những cái tác phẩm. Đàn lái xe 40 đâu nhỉ? Chị em chào chị. Em giới thiệu em Bonsai Đức Huy. Là em Bonsai Đức Huy, chào chị nhá. Và hôm nay là đoàn đến thăm gia đình chị. Thì chúc gia đình thật nhiều sức khỏe nhá và thành công hơn nữa. Và chị có cái cảm nghĩ gì khi đoàn đến thăm nhà mình? Thì không khéo nói nên là cũng tí mọi người hỏi anh Toàn. À, rồi. Nhưng mà cá nhân mình cảm thấy thế nào? Mọi người đến là bản thân cảm thấy rất là vui. Đã bao giờ có cái đoàn đông này đến thăm vườn chưa chị? Thường xuyên mà. Rồi. Nghĩa là đã bao giờ cái có đoàn đông này đến thăm vườn mình chưa? Đoàn mà bonsai vườn này đúng là lần đầu tiên. Vâng ạ. Đông và mặc một cái màu xanh rất là đẹp này. Vâng. Cảm ơn chị nhé. Đây là tác phẩm Đài Hoa Rừng Bác. Cái này anh cũng mua mấy tỷ đấy. Bao này người đỉnh. Cây này là cây cổ, cây già. Ủ già quá. Ba tầng. Cây rất già, cây tán tầng. Cây tán tầng rất già. Đại tướng. Đây là một đôi quý vị ạ. Một đôi à? Hai cây này là một đôi. Đâu? Hai cái này một đôi nhưng mà đặt hai tên khác nhau. Nó là một cặp tán tầng. Wow. Đại tướng. Wow. Dạ. Khiếp thật. Sướng nhất là cái đất. Kinh điển. Đất cứ rộng là sướng nhất. Cứ rộng mênh mông. Kinh điển như Thái Nguyên, kinh điển như đùa. Chào thế anh. Những cái tác phẩm này toàn tiền tỷ của anh hết chứ. Thôi thôi, tháo anh giữa. Cây cổ, cây già. Tuổi kinh điển rồi. Kinh điển rồi, lộ cái lúc nó cho nó các phẩm hit. Anh ơi, giới thiệu anh, đây là bạn nào Pháp Anh, là trưởng cái đoàn của anh em, đầu đoàn ạ. Và còn một cái anh nữa là thật đoàn này. Nữa thì anh lúc anh Pháp Anh là nhà tài trợ bán đoàn của Toàn vừa đi chơi vừa về. Em bán ô tô các loại cũng được. Thế thì tới đây vào để bác truyền cho em biết kinh nghiệm. Các anh cho em ngắm một cây đẹp này các. Cây cổ, một cây long đẹp quá. Một cây long cổ. Vườn Anh Toàn này rất nhiều đồ quý. Đây, tác phẩm này. Ở đây một khoảng vài chục người như này thì làm sao có cây tác phẩm này. Toàn có sang sinh viên này thì em sẽ rốt cây này. Tác phẩm này rất đẹp, rất già, rất cổ. Một cây dáng lão. Quá tuyệt vời, vài là anh em mình đồng hành. Anh này nhiêu tuổi? Em năm nay 44.
Úi dồi ôi, cây này là cây đặc biệt này quý vị này. Cây này nét độc đáo rất cao. Đồ quý này không nhiều quý vị ạ. Đây rồi, anh Toàn đây rồi. Em chào anh Toàn. Chào anh, bắt tay anh cái. Đâu, em bonsai Đức Huy. Em bonsai Đức Huy. Vâng, thì hôm nay thì cũng đoàn đến Xuân Việt đến thăm vườn anh. Anh cái đầu tiên là anh có cảm nghĩ gì khi đoàn đến thăm vườn mình? Hôm qua anh hầu như là không ngủ. Mất ngủ anh? Mất ngủ. Thế à? Cảm thấy rất cứ ngồi hồi trong phòng. Nên là cảm thấy mình như kiểu là mình đón chờ cái sự kiện gì. Rất quý và rất mới. Bởi vì biết được là sáng hôm nay đoàn là bonsai Xuyên Việt đến ghé thăm vườn. Rất là vui, rất là vinh dự. Rất là cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây mình ghi cái biển tiếp toán này. Siêu đoàn bonsai Xuyên Việt. Vâng, siêu đoàn à. Siêu đoàn, không phải là đoàn, siêu đoàn. Vâng. Trên cả tuyệt vời. Vâng. Thì cảm ơn trưởng đoàn, cảm ơn anh em, tất cả anh em rất là nhiều đã tổ chức một chuyến đi, một cuộc chơi phải nói là hết sức là hoành tráng. Dạ. Thì em cũng thay mặt anh em trong đoàn cũng cảm ơn anh vì sự đón tiếp lồng hậu của anh. Vì cái đến đâu cũng được mọi người quý mến trân trọng. Thì cái đấy là cái đoàn phải cố gắng làm sao để cố gắng hơn nữa vì cái phong trào cũng như niềm đam mê cây cảnh của cả nước anh ạ. Từ đây trở đi thì anh sẽ tiếp lửa cùng với đoàn. Vâng ạ, cái đấy tốt quá. Vâng vâng, cái đấy tuyệt vời quá. Hoan nghênh anh. Anh em tác nghiệp xong là mời anh em vào uống. Vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Anh Toàn cũng vừa chia sẻ với mọi người. Anh Toàn là một người nhà vườn ở Thái Nguyên này, một trong những nhà vườn nổi tiếng. Và anh có rất nhiều, tuy là tác phẩm anh không nhiều nhưng mà những cái phôi quý của anh rất nhiều quý vị. Anh những cái phôi cổ, phôi già nhiều lắm. Thì có thể phôi thì quý vị không thể nhìn rõ được. Thế nhưng mà chỉ một vài năm nữa là sẽ rất nhiều những cái tác phẩm quý sẽ ra đời. Cây si cổ. Dặm bên này thì xe Huy cũng chỉ lướt thế này cho quý vị ngắm thôi, cũng chả nhìn thấy gì mà quay chi tiết quý vị. Ồ, wow, cây này. Một viên đá quý vị ạ. Một viên đá nó đặc biệt ở cái là nó nghệ thuật và rất là to. Điều đặc biệt là một viên đá một viên đá mồ côi hùng vĩ. Đây một cây cũng khá hoàn thiện. Đông vui quá, người đang đông vui quá. Mọi người thì ngồi uống ly nước, ăn hút đồ nhẹ. Nhưng mà xe Đức Huy thì phải quay cho quý vị. Gần như không có thời gian để ngồi uống nước quý vị ạ. Rất là vất vả trời nắng này. Vâng. Rất là vất vả trời nắng này. Mong quý vị hiểu cho. Có cái gì sơ suất thì quý vị cũng lượng thứ cho. Trong suốt quá trình của đoàn không thể tránh được những cái
những cái một những cái sai sót về hình ảnh cũng như kỹ thuật, thì rất mong quý vị bỏ qua. Nhân vô thập toàn mà quý vị, không có gì được trọn vẹn cả. Tất nhiên là quý vị khán giả, quý vị có cái quyền để đòi hỏi chúng tôi làm tốt nhất, nhưng mà trong cái công việc, trong cái chuyến hành trình nó rất kíp thời gian thế này thì cũng không thể tránh được những cái sai sót dù là nhỏ nhất. Đấy, ôi trời, cái vô tình này hẹn hò nhau. Không phải, bởi vì hôm ngồi uống rượu là cùng ở chỗ nhà, chỗ đồng hành rồi. Đúng rồi đấy. Anh, em chào anh. Anh có thể nói đôi điều về khi cảm nhận của anh khi ngắm vườn anh Toàn? Anh Toàn khi đến cái vườn này thì cái đường vào thì nó hơi nhỏ, tuy nhiên khi vào trong nó mở ra một cái không gian rất là lớn. Cái không gian này thể hiện một cái điều là chủ nhân rất là yêu cây. Vâng. Và có thể nhìn được không phải là yêu mà là đam mê về cây cảnh. Vâng. Đây là một cái điều rất quý đối với một cái vùng, vùng này, mình biết cái vùng này tên nó là vùng gì, nó thuộc tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên, của thành phố Thái Nguyên, và phải trân trọng những cái giá trị nghệ thuật mà họ tạo ra cho đời, và trân trọng những cái giá trị về kinh tế họ tạo ra cho chính bản thân họ, góc độ nếu như họ có nhu cầu về thương mại giao lưu, còn về góc độ của môi trường môi sinh thì đấy chúng ta phải đề cập đến, thì là càng về lâu về dài sau này thì cái môi trường môi sinh là cái mà cả thế giới chú trọng, cái khu vườn Việt Nam, thì phải đánh giá là cái vườn cây là một cái vùng lõi của khí hậu an toàn và sạch sẽ cho tương lai. Cái không gian này nó rất là rộng lớn, nó rộng mà nó lại trên một cái nó quả đồi thì hơi cao, nó hơi nó cao cao một chút phải không anh? Mà đây đây đây, nhìn nó rộng mênh mông, rộng mà nó rất là nhiều. Bây giờ mình chỉ đặt một cái dấu chấm đơn giản nhất là một gạch đầu dòng, là hàng ngày ai tưới những cái cây này đấy, mà tưới nó mất bao lâu, nó thể hiện được cái tâm huyết của gia chủ rồi. Chứ chưa cần nói đến góc độ là góc độ kinh tế để bỏ ra, một người bình thường thì mua cái số lượng trọng này đã không đủ rồi đấy. Chứ đừng nói là mua số lượng cây như kia. Còn cái tâm huyết rất lớn. Vừa em chia sẻ là chỉ còn đôi ba năm nữa thôi thì rất nhiều siêu phẩm sẽ ra lò, sẽ ra đời từ cái đấy, từ những cái khô cái quý này. Từ cái sườn đồi này, từ cái đấy, từ sườn đồi mà từ cái lò luyện phôi này. Bởi vì là em cũng vừa ngắm một lượt rồi, rất nhiều khô quý. Rộng lắm, đi tít cái đầu đằng kia rồi. Rộng lắm. Vòng ở đây. Vâng vâng vâng. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh rất nhiều. Trước khi đứng ở trên quay cho quý vị, anh đang vừa ngắm cây mà vừa đang một số đang uống nước. Đây chỉ một góc vườn thôi quý vị ạ, một góc vườn thôi, nhưng cũng thể hiện là một gia chủ có một cái khuôn viên rất rộng lớn và rất nhiều cây. Em chào anh. Vâng, em chào anh. Vâng, em vâng. Anh đến đây anh có thấy nhiều cái bất ngờ không? Chúc quy này là phải nói là từ hôm qua đến nay thì qua nhà anh Mạnh Ảnh Tiên, sau vừa rồi thì lại qua nhà Trung Phát. Bây giờ thì lại đến vườn nhà chú Toàn này. Vâng. Mình nói là trước hết đến là mình ngưỡng mộ ở một cái không gian. Cái không gian này rất là tuyệt vời. Nếu mà không gian rộng như này mà mình chỉ trồng vài một cái cây mà là hoa quả nó mát thôi thì nó cũng có một cái sinh thái nó mát mẻ và nó cũng làm cho con người mình thoải mái hơn. Nhưng mà còn với bộ môn nghệ thuật này thì nó mới là tuyệt vời này. Vâng. Đấy, một trong những bộ môn mà mình cảm thấy là mình rất là ngưỡng mộ, vì là
là cái tư duy của sứ quản này là chúng đã sưu tầm những cái của các cũ lỗi ngày xưa chơi chơi. Bây giờ là đưa ra là bây giờ là những cái chuyện thì là có nghĩa là đồng chí sẽ tạo thành những cái mà chắc chắn trong vài năm tới là nó nhiều cái rất là quý đẹp đấy. Thế nên là phải nói là đây là những cái tư duy. Ví dụ như mình ngắm những cái này là chắc chắn là trước là các cụ chơi được đến đây thôi. Thế sau đó là cái tuổi trẻ là đấy nó làm ra một tác phẩm để đời như này thì làm sao mà ở đây là một trong những doanh nghiệp mặc dù rất là bận vả cho công việc mà vẫn còn đam mê và nhiệt huyết với cái cây này thì phải nói là thật tuyệt vời. Vâng. Đây là nếu mà có một cái nếu trẻ mà hướng tới những cái mà thân thiện nhất của cái cây cây. Nếu làm cây mà cứ như được như ai cũng được như anh Toàn này, rồi anh bạn Khoác ở trên Thái Nguyên này và anh Mạnh Hành Tiên thì là cái điều rất là đáng quý cho làng cây mình. Anh có đồng ý với em không? Quan điểm của em không? Tuyệt vời quá chứ. Nếu mà thật sự ra mà nói là cái cây này là con người hướng thiện và cuộc sống nó thanh nhã. Nếu như nhiều người chơi cây và tạo được những cái vẻ đẹp ấy thì không biết không thậm chí là thu hút được nước ngoài tới chơi tham quan vào với cái bản sắc của Việt Nam mình là cây xanh. Anh nghe giới thiệu tên quý danh của anh một chút cho quý vị về biết. Thì hôm qua thì cũng rất được vinh dự đón tiếp đoàn xuyên Việt đến từ nhiều tỉnh thành, nhưng vừa xong mình gặp các anh em từ trong miền Nam ra, miền Trung ra, miền Bắc ra, còn các anh em ở các thành phố như là đây mình thấy là Hà Nội, như là trên Thái Bình, rất nhiều tỉnh thì là mình đến Việt Trì, mình là thăng Việt Trì hôm qua là thế đó. Thế anh em tổ chức đến tham quan những cái chỗ mà nó vui này thì thích đây, đó là tại sao không đi luôn. Vâng, đây anh Thăng Việt Trì, hôm qua đoàn cũng đến thăm vừa đây rồi. Nhưng mà em muốn là cho quý vị, anh giới thiệu để quý vị biết đến tên anh biết rõ hơn. Thế còn đoàn thì em đoàn thì anh em mình thì không lạ gì rồi. Thế thì để mình nói rõ hơn một chút nhé. Có thể là nhiều anh em chơi cây cũng chưa biết mà nhất là tuổi trẻ. Bởi vì thực ra mình sinh lên lớn lên từ quê hương Thái Bình. Vâng. Thế nhưng mà vì cái miền đam mê cây cảnh quá, mình cũng rất thích. Nhưng mà năm 2011-2012 thì kinh tế cây cảnh thì nó do là nó không chơi như bây giờ. Bây giờ anh em là tìm được cái rất là quý và đi đúng hướng. Đấy là cây rất là giỏi. Hồi mình là chuyên hiểu về cây, mình cứ chơi phứa thì ra ngoài nó kém, sau đó mình lên Việt thì mình vẫn kinh doanh cây thì bây giờ mình cảm thấy là rất là tuyệt vời. Bây giờ hiện giờ là mình là thăng sống ở tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vâng, người gốc Thái Bình. Quê hương Thái Bình. Vâng, cảm ơn anh Thăng nhá. Cảm ơn anh. Rất là tuyệt vời, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Anh là anh Thăng Thái Bình. Đúng rồi, mình là Thăng. Và đây là chủ nhân đấy. Vâng, em vừa phỏng vấn anh rồi. Phỏng vấn anh Toàn rồi. Rất là tuyệt vời các anh. Quý vị ơi, sao đây Huy đưa quý vị đến vào cái không gian nội thất của anh Toàn, một đại gia ở Thái Nguyên này. Đây quý vị ngắm nội thất ở trong nhà của đại gia Thái Nguyên này xem như nào. Trần gỗ quý vị nhá. Ui giời, còn đẹp. Lung linh huyền ảo. Lung linh huyền ảo rất là tuyệt vời. Cái cây được đục nghệ thuật rất là đẹp. Mát quá. Mọi người ngồi uống nước ở dưới bóng cây bối cổ thụ rất là to, cao mấy chục mét, đặt ngay cái sảnh chính. Anh Hoàng Đình Thiệp đang phỏng vấn anh Toàn quý vị. Tối về là mình
nghịch cảnh nó mang cho mình động lực, mang cho mình động lực mà mình đến giờ mình cảm giác là nếu như không có nghịch cảnh mình không thể vượt qua được cái gì thì nói về cảnh đây. Đoàn chúng tôi đang chụp tấm ảnh lưu niệm ở tại vườn anh Toàn Thái Nguyên quý vị ạ. Vườn anh Toàn Thái Nguyên. Thì hôm nay đoàn con xe xuyên Việt. Cả nhà mình chơi tay like đi mình like đi. Em tặng anh. Like like ạ. Và hôm nay đoàn con xe xuyên Việt đã về đến Thái Nguyên và thăm vườn anh Toàn là rất là đẹp, rất là tuyệt vời, không gian xanh mướt. Cả đoàn thì từ sáng giờ đã ngập tràn trong sắc đẹp đúng không ạ? Trong thiên nhiên. Và đoàn thì có một cái món quà kỷ niệm là để anh lưu giữ tình cảm anh em đã về đây và giống như anh nói là siêu con trai, siêu đoàn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hô khẩu hiệu. Chúng ta sẽ hô khẩu hiệu đúng như theo nhà vườn tôi đón ạ. Rồi, rồi, rất nhanh ý. Mọi người cười thật tươi nhá. Chúng ta chuẩn bị ạ. 1, 2, 3. Siêu đoàn bonsai xuyên Việt. Siêu đoàn bonsai xuyên Việt. Nhà vườn Toàn Anh Thái Nguyên. Nhà vườn Toàn Anh Thái Nguyên. Tiếp lửa phong trào. Tiếp lửa phong trào. Thổi bùng đam mê. Thổi bùng đam mê. Tuyệt vời quý vị ơi, tuyệt vời quá. Cảm ơn... Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chào tạm biệt quý vị.